Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 59, phẩm Lìa Thế Gian thứ 38, phần 7. Phật tử, Đại Bồ Tát thị hiện nơi thai mẹ có 10 việc, những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát vì muốn thành tựu các chúng sinh tâm thấp kém hiểu biết, chẳng muốn khiến cho họ khởi nghĩ như vậy. Này Bồ Tát, này tự nhiên hóa sinh trí huệ căn lành chẳng do tu mà được, cho nên Bồ Tát thị hiện ở thai mẹ, đó là việc thứ nhất. Đại Bồ Tát vì thành tục cha mẹ và các quyến thuộc chúng sinh đồng hành căn đời trước, đồng hành căn lành đời trước mà thị hiện ở thai mẹ. Tại sao? Vì họ đều đáng được thấy nơi thai mẹ thành tục hết thảy các căn lành. Đó là việc thứ hai. Đại Bồ Tát lúc nhập thai thì chánh niệm chánh tri không có mê hoặc, trụ trong thai mẹ rồi tâm luôn chánh niệm cũng chẳng tán loạn. Đó là việc thứ ba. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thường diễn thuyết pháp. Các Đại Bồ Tát, mười phương thế giới, Thích Phạm Tứ Vương đều tụ tập đến, đều khiến cho họ đắc được vô lượng thần lực, vô biên trí huệ. Bồ Tát ở thai mẹ, thành tựu biện tài thù thắng diệu dụng như vậy, đó là việc thứ tư. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, tập đại chúng hội, dùng nguyện lực xưa, giáo hóa tất cả các chúng Bồ Tát, đó là việc thứ năm. Các vị đệ tử của Phật thì Đại Bồ Tát thị hiện nơi thai mẹ có 10 việc. Những gì làm 10? 1. Phật tử Đại Bồ Tát vì muốn thành tựu các chúng sinh tâm thấp kém, căn lành hạ liệt, sự hiểu biết không đủ. Vì chúng sinh này cho nên chẳng muốn khiến cho họ khởi nghĩ như vậy. Này Bồ Tát, này tự nhiên hóa sinh, trí huệ căn lành chẳng do tu mà được. Bởi vậy cho nên Bồ Tát thể hiện cảnh giới ở thai mẹ, đó là việc thứ nhất. 2. Đại Bồ Tát vì thành thục cha mẹ và lục thân quyến thuộc đời này và chúng sinh đồng hành căn lành tu hành đời trước mà thị hiện ở thai mẹ. Tại sao? Vì họ đều đáng được thấy nơi thai mẹ có thể thành thục hết thảy các căn lành của họ đã tu trong quá khứ. Đó là việc thứ hai. 3. Đại Bồ Tát lúc nhập thai mẹ thì chánh niệm hiện tiền, chánh tri hiện tiền, không có mê hoặc, chẳng giống như một số người. Và tất cả Bồ Tát khi trụ thai thì quên hết sự việc trước kia. Vì Bồ Tát hậu bổ Phật vị tuy ở trong thai mẹ nhưng không có hôn mê, cho nên trụ trong thai mẹ rồi tâm luôn luôn chánh niệm, tâm cũng chẳng tán loạn. Đó là việc thứ ba. 4. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thường diễn nói diệu pháp giáo hóa chúng sinh. Các Đại Bồ Tát mười phương thế giới, Thích Đề Hoàn Nhân, Đại Phạm Thiên Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, các quỷ thần đều tụ tập đến, đều khiến cho họ đắc được vô lượng thần lực và vô biên trí huệ. Bồ Tát ở thai mẹ thành tựu biện tài thù thắng diệu dụng như vậy, đó là việc thứ tư. 5. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ có thể tập đại chúng hội mười phương, dùng nguyện lực thuở xưa giáo hóa tất cả các chúng Bồ Tát, đó là việc thứ năm. Đại Bồ Tát thành Phật ở trong loài người phải đủ tối thắng thọ sinh nhân gian, nhờ đó thị hiện ở nơi thai mẹ, đó là việc thứ sáu. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thì chúng sinh 3.000 đại thiên thế giới đều nhìn thấy Bồ Tát như thấy hình ngài ở trong gương sáng. Lúc đó trời Tứ Thiên Vương, rồng Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, đều đến chỗ Bồ Tát cung kính cúng dường. Đó là việc thứ bảy. Lúc Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thì tất cả tối hậu sanh Bồ Tát ở thai mẹ, các phương khác đều cùng đến tụ hội nói pháp môn đại tập tên là Quảng Đại Trí Huệ Tạng. Đó là việc thứ tám. Lúc Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thì nhập tam muội ly cấu tạng, nhờ sức tam muội mà ở trong thai mẹ hiện cung điện lớn, đủ thứ sự nghiêm sức thảy đều tốt đẹp, cùng trời đâu suốt không thể sánh bằng, mà khiến cho thân người mẹ an ổn vô sự. Đó là việc thứ chín. Lúc Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ dùng đại oai lực hiện ra đồ cúng dường tên là Khai Đại Phước Đức Ly Cấu Tạng, cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, các cùng mười phương tất cả thế giới. Các Như Lai đó đều vì Bồ Tát diễn nói vô biên Bồ Tát trụ xứ pháp giới tạng. Đó là việc thứ 10. Phật tử, đó là 10 việc của Đại Bồ Tát thị hiện ở trong thai mẹ. Nếu các Bồ Tát thấu đạt pháp này thì có thể thị hiện cõi thâm sâu vi tế. 6. Đại Bồ Tát thành Phật ở trong nhân gian phải đầy đủ tối thắng thọ sinh nhân gian, nhờ đó mà Bồ Tát thị hiện ở nơi thai mẹ, đó là việc thứ 6. 7. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thì chúng sinh 3.000 đại thiên thế giới đều nhìn thấy Bồ Tát như thấy hình bóng ngài ở trong gương sáng. Lúc đó trời Tứ Thiên Vương, rồng Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người,
thiện lòng bát bộ này đều đến cho Bồ Tát cung kính cúng dường, đó là việc thứ bảy. 8. Lúc Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thì tất cả tối hậu sanh Bồ Tát ở thai mẹ trong 10 phương thế giới phương khác đều cùng đến tụ hội, nói pháp môn đại tập tên là Quảng Đại Trí Huệ Tạng, đó là việc thứ 8. 9. Lúc Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thì nhập Tam Muội Ly Cấu Tạng, nhờ sức Tam Muội mà ở trong thai mẹ hiện ra cung điện lớn, đủ thứ sự nghiêm sức thảy đều tốt đẹp, cùng trời đâu xuất không thể sánh bằng, mà khiến cho thân người mẹ an ổn vô sự, đó là việc thứ 9. 10. Lúc Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ dùng đại oai thần lực hiện ra đủ thứ đồ cúng dường tên là Khai Đại Phước Đức Ly Cấu Tạng, cúng dường tất cả chư Phật Như Lai khắp cùng 10 phương tất cả thế giới các Như Lai đó, đều vì Bồ Tát diễn nói vô biên Bồ Tát trụ xứ pháp giới tạng, đó là việc thứ 10. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 việc thị hiện ở trong thai mẹ của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát thấu đạt pháp này, thì có thể thị hiện cõi thâm sâu vi tế. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 cõi thâm sâu vi tế. Những gì là 10? Đó là ở trong thai mẹ thị hiện ban đầu pháp Bồ Đề Tâm cho đến bậc Quán Đảnh. Ở trong thai mẹ thị hiện trụ ở cõi trời Đâu Xuất. Ở trong thai mẹ thị hiện sơ sinh. Ở trong thai mẹ thị hiện bậc Đồng Tử. Ở trong thai mẹ thị hiện nơi cung vua. Ở trong thai mẹ thị hiện xuất gia. Ở trong thai mẹ thị hiện khổ hạnh đi đến đạo tràng thành đẳng chánh giác. Ở trong thai mẹ thị hiện truyền pháp luân. Ở trong thai mẹ thị hiện vào niết bàn. Ở trong thai mẹ thị hiện đại vi tế, đó là tất cả Bồ Tát hạnh, tất cả Như Lai tự tại thần lực vô lượng môn khác nhau. Phật tử, đó là 10 thứ cõi vi tế ở trong thai mẹ của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ cõi vi tế vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 cõi thâm sâu vi tế. Những gì là 10? Đó là 1. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới ban đầu pháp Bồ Đề Tâm cho đến bậc Quán Đảnh. 2. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới trụ ở cõi trời Đâu Xuất. 3. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới sơ sinh. 4. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới bậc Đồng Tử. 5. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới nơi cung vua. 6. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới xuất gia. 7. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới khổ hạnh đi đến đạo tràng thành đẳng chánh giác. 8. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới chuyển pháp luân. 9. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới vào niết bàn. 10. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới đại vi tế, đó là tất cả Bồ Tát hạnh, tất cả Như Lai tự tại thần lực vô lượng môn khác nhau Bồ Tát đều biết được. Các Phật tử, đó là 10 thứ cõi vi tế ở trong thai mẹ của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ cõi vi tế vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ sinh. Những gì là 10? Đó là xa lìa ngu si, chánh niệm chánh tri mà sinh, phóng lưới đại quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới mà sinh, trụ cõi cuối cùng càng không thọ thân sau mà sinh, chẳng khởi mà sinh, biết ba cõi như huyễn mà sinh, trong 10 phương thế giới khắp hiện thân mà sinh, chính nhất thiết trí thân mà sinh, phóng tất cả Phật quang minh khắp giác ngộ tất cả thân chúng sinh mà sinh, nhập đại trí quan sát tam muội thân mà sinh. Phật tử, khi Bồ Tát sinh thì chấn động tất cả cõi Phật, giải thoát tất cả chúng sinh, diệt trừ tất cả đường ác, che lấp tất cả các ma, vô lượng Bồ Tát đều đến tụ hội. Phật tử, đó là 10 thứ sinh của Đại Bồ Tát vì điều phục chúng sinh mà thị hiện như vậy. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ sinh. Những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát xa lìa ngu si ở trong chánh niệm chánh tri mà sinh ra. 2. Bồ Tát phóng lưới đại quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới mà sinh ra. 3. Bồ Tát trụ thân thể cõi cuối cùng càng không thọ thân sau mà sinh ra, nghĩa là không còn sinh tử nữa. 4. Bồ Tát chẳng sinh cũng chẳng khởi mà sinh ra. 5. Bồ Tát biết ba cõi như huyễn mà sinh ra. 6. Bồ Tát ở trong 10 phương thế giới khắp hiện thân mà sinh ra. 7. Bồ Tát chứng được trí nhất thiết trí thân mà sinh ra. 8. Bồ Tát phóng ra tất cả Phật quang minh khắp giác ngộ tất cả thân chúng sinh mà sinh ra. 9. Bồ Tát nhập đại trí huệ, quán sát tam muội thân mà sinh ra. 10. Phật tử, khi Bồ Tát sinh, thì chấn động tất cả cõi Phật, giải thoát tất cả chúng sinh, diệt trừ tất cả đường ác, che lấp tất cả các ma, vô lượng Bồ Tát đều đến tụ hội. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ sinh của Đại Bồ Tát vì điều phục tất cả chúng sinh mà thị hiện như vậy.
khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới đó mà giác ngộ. Phật tử Đại Bồ Tát do 10 việc mà thể hiện mỉm cười tâm tự thể, những gì là 10? Đó là Đại Bồ Tát nghĩ rằng, tất cả thế gian chìm đắm trong vũng bùn ái dục, trừ một mình ta ra không ai có thể cứu giúp, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thể, lại nghĩ rằng, tất cả thế gian bị phiền não làm mù lòa, chỉ có ta khiến cho họ đầy đủ trí huệ, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thể, lại nghĩ rằng, nay ta vì thân giả danh này sẽ đắc được pháp thân vô thượng Như Lai đầy khắp ba đời, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thể. Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt không chướng ngại quán các mười phương hết thảy trời Phạm Thiên cho đến tất cả trời Đại Tự Tại, bèn nghĩ như vậy: những chúng sinh này đều tự cho rằng là có đại trí lực, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thể. Bấy giờ Đại Bồ Tát quán các chúng sinh từ lâu đã trồng căn lành, nay đều thối lùi mai một, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện mỉm cười tâm tự thệ, những gì là 10? Đó là: một, Đại Bồ Tát nghĩ rằng hết thảy chúng sinh tất cả thế gian chìm đắm trong vũng bùn ái dục, trừ một mình ta ra mới có thể cứu giúp họ thoát khỏi vũng bùn ái dục, những người khác không thể nào cứu độ họ được, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ, phát nguyện nhất định sẽ phải độ thoát họ. 2. Bồ Tát lại nghĩ rằng hết thảy chúng sinh tất cả thế gian bị phiền não làm mù lòa, giống như người mù, chỉ có mình ta đầy đủ đại trí huệ mới có thể cứu độ họ, người khác không thể nào làm được, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ, phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. 3. Bồ Tát lại nghĩ rằng, nay ta vì thân giả danh này nên sẽ chứng đắc được pháp thân vô thượng Như Lai đầy khắp ba đời, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. 4. Bồ Tát lúc đó dùng thiên nhãn không chướng ngại quán khắp mười phương hết thảy cõi trời Đại Phạm Thiên cho đến tất cả trời Đại Tự Tại, bèn nghĩ như vậy: những chúng sinh này đều tự cho rằng là có đại trí lực, tuy họ có trí huệ lực nhưng chẳng rốt ráo, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ, phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. 5. Lúc đó Đại Bồ Tát quán các chúng sinh từ kiếp xa xưa đến nay đã gieo trồng rất nhiều cát lành, nhưng hiện tại đều đã thối lùi mai một, không cầu pháp thanh tịnh xuất thế mà cầu pháp nhiễm trước đời ác năm trược. Nếu ta không cứu họ thì tương lai sẽ bị đọa vào ba đường ác, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ, phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. Bồ Tát quán thấy hạt giống thế gian gieo trồng tuy ít mà đắc được quả rất nhiều, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh được Phật giáo hóa tất sẽ được lợi ích, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Bồ Tát quán thấy Bồ Tát đồng hành trong đời quá khứ, nhiễm trước việc khác, chẳng đắc được Phật pháp công đức rộng lớn, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Bồ Tát quán sát cùng nhau tụ hội trong đời quá khứ, chư thiên loài người đến nay do ở tại địa vị phàm phu không thể xả lìa cũng không nhàm mỏi, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Bấy giờ Bồ Tát được quang minh của tất cả Như Lai chiếu đến, càng thêm hân hoan vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Đó là 10. Phật tử Bồ Tát vì điều phục chúng sinh mà thị hiện như vậy. 6. Bồ Tát quán sát nhìn thấy hạt giống nhiễm ô của thế gian gieo trồng tuy rất ít mà đắc được quả rất nhiều, do đó không dễ gì phát Bồ Đề tâm. Bồ Tát rất thương xót họ, khiến cho họ đừng bỏ xác hợp trần, đừng bỏ gốc tìm ngọn, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ, phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. 7. Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh được Phật giáo hóa tất sẽ được lợi ích, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ, phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. 8. Bồ Tát quán thấy hiếp Bồ Tát cùng tu hành với nhau trong đời quá khứ, họ nhiễm trước những việc khác, chẳng đắc được Phật pháp công đức rộng lớn, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ, phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. 9. Bồ Tát quán sát những người cùng nhau tụ hội trong đời quá khứ, trừ thiền và loài người đến nay, do ở tại địa vị phàm phu không có tiến bộ, không chịu xả lìa cũng không nhàm mỏi, ở trong sáu nẻo luân hồi sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, chuyển tới chuyển lui không biết đang làm gì. Bồ Tát biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ, phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ, khiến cho họ sớm thành Phật đạo. 10. Lúc đó Bồ Tát được quang minh của tất cả Như Lai chiếu đến, càng thêm hân hoan, càng thêm vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Ở trên là 10 pháp vui vẻ tâm tự thệ của Bồ Tát.
các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát vì điều phục tất cả chúng sinh mà thị hiện đủ thứ cảnh giới như vậy. Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện đi 7 bước, những gì là 10? Đó là vì hiện sức lực của Bồ Tát mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện bố thí 7 thánh tài mà thị hiện đi 7 bước, vì viên mãn nguyện của địa thần mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện vượt ba cõi mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện hạnh tối thắng của Bồ Tát vượt qua hạnh voi chúa, châu chúa, sư tử chúa mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện tướng bậc kim cang mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện muốn ban cho chúng sinh sức dũng mãnh mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện tu hành 7 giác bảo mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện đắc pháp không do người khác dạy mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện nơi thế gian tối thắng không ai sánh bằng mà thị hiện đi 7 bước. Đó là 10. Phật tử, Bồ Tát vì điều phục chúng sinh nên thị hiện như vậy. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đó là thị hiện cảnh giới lúc Bồ Tát sơ sinh. Những gì là 10? Đó là: một, vì hiện sức lực của Bồ Tát mà thị hiện đi 7 bước. 2, vì hiện bố thí 7 thánh tài mà thị hiện đi 7 bước. 7 thánh tài là A. Tín tài, B. Tấn tài, C. Giới tài, D. Tạm tài, E. Văn tài, F. Xả tài, G. Định tài. 3, vì viên mãn nguyện của địa thần mà thị hiện đi 7 bước. 4, vì hiện vượt khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ba cõi mà thị hiện đi 7 bước. 5, vì hiện hạnh tối thủ thắng của Bồ Tát vượt qua hạnh voi chúa, châu chúa, sư tử chúa mà thị hiện đi 7 bước. 6, vì hiện tướng bậc kim cang mà thị hiện đi 7 bước. 7, vì hiện muốn ban cho chúng sinh sức dũng mãnh mà thị hiện đi 7 bước. 8, vì hiện tu hành đạo 7 giác bảo mà thị hiện đi 7 bước. 9, vì hiện đắc pháp không do người khác dạy mà thị hiện đi 7 bước. 10, vì hiện nơi thế gian tối thắng không ai sánh bằng mà thị hiện đi 7 bước. Đó là 10 pháp đi 7 bước của Bồ Tát. Các vị Phật tử, Bồ Tát vì điều phục tất cả chúng sinh nên mới thị hiện cảnh giới đi 7 bước như vậy. Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 việc mà hiện thân đồng tử, những gì là 10? Đó là vì hiện thông đạt tất cả văn tự, toán số, họa thư, ấn tỷ, đủ thứ nghề nghiệp thế gian mà hiện thân đồng tử. Vì hiện thông đạt các thứ nghệ thuật, voi, ngựa, xe, bắn cung, kiếm kích, đủ thứ nghề nghiệp thế gian mà hiện thân đồng tử. Vì hiện thông đạt tất cả văn bút, đàm luận, cờ nhạc, đủ thứ những việc thế gian mà hiện thân đồng tử. Vì hiện xa lìa các lỗi lầm, thân lời ý nghiệp mà hiện thân đồng tử. Vì hiện nhập môn thiền định, trụ niết bàn, khắp cùng mười phương vô lượng thế giới mà hiện thân đồng tử. Vì hiện sức lực của mình hơn hẳn tất cả chư thiên, long, dạ xoa, cản thát bà, atula, khẩn na la, ma hầu, la già, thích phạm, hộ thế, người chẳng phải người mà hiện thân đồng tử. Vì hiện Bồ Tát sắc tướng oai quang hơn hẳn tất cả thích phạm hộ thế mà hiện thân đồng tử. Vì khiến cho chúng sinh tham đắm dụng lạc, hoan hỷ pháp lạc mà hiện thân đồng tử. Vì tôn trọng chánh pháp, siêng cúng dường Phật khắp cùng mười phương tất cả thế giới mà hiện thân đồng tử. Vì hiện được Phật gia bị, được pháp quang minh mà hiện thân đồng tử. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát do 10 việc mà hiện thân đồng tử, những gì là 10? Đó là: một, vì hiện thân, vì hiện thông đạt tất cả văn tự, toán số, vẽ họa, thư, ấn, tỷ, vân vân, đủ thứ nghề nghiệp thế gian mà hiện thân đồng tử. 2, vì hiện thông đạt các thứ nghệ thuật, cưỡi voi, cưỡi ngựa, đánh xe, bắn cung, kiếm kích, 18 thứ binh khí, đủ thứ võ thuật nghề nghiệp thế gian mà hiện thân đồng tử. 3, vì hiện thông đạt tất cả văn bút, đàm luận, cờ nhạc, đủ thứ những việc thế gian mà hiện thân đồng tử. Khi Phật còn lúc thân đồng tử đầy đủ đại trí huệ và đại thần lực, văn võ song toàn, chẳng có gì mà không thông đạt, chẳng có gì mà không biết. Đối với các thứ nghệ thuật, nhất là võ thuật, không ai hơn ngài được. Bắn cung thì đứng xa hàng trăm thước, bách phát bách trúng. Tóm lại, bất luận là văn hay võ, học một biết 10, hoặc không có thầy dạy mà tự thông, đó là bậc thánh khi sinh ra đã biết. 4, vì hiện xa lìa các lỗi lầm, thân loại ý nghiệp mà hiện thân đồng tử. 5, vì hiện nhập môn thiền định, trụ niết bàn, khắp cùng mười phương vô lượng thế giới mà hiện thân đồng tử. 6, vì hiện sức lực của mình hơn hẳn tất cả chư thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, atula, khẩn na la, ma hầu, la già, thích đại hoàn nhân, đại phạm thiên vương, hộ thế tứ thiên vương, người chẳng phải người mà hiện thân đồng tử. 7, vì hiện Bồ Tát sắc tướng oai quang hơn hẳn tất cả thích đề hoàn nhân, đại phạm thiên vương, hộ thế tứ thiên vương mà hiện thân đồng tử.
8. Vì khiến cho chúng sinh tham đắm dục lạc, đổi thành hoan hỷ pháp lạc mà hiện thân đồng tử. 9. Vì tôn trọng chánh pháp, siêng cúng dường tất cả chư Phật, khắp cùng mười phương tất cả thế giới mà hiện thân đồng tử. 10. Vì hiện được Phật gia bị, được pháp quang minh chiếu khắp mà hiện thân đồng tử. Đó là 10 cảnh giới hiện thân đồng tử của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát hiện thân đồng tử rồi, do 10 việc mà hiện ở cung vua. Những gì là 10? Đó là vì khiến cho căn lành của chúng sinh đồng hành đời quá khứ thành thục mà hiện ở cung vua, vì hiện bày sức căn lành của Bồ Tát mà hiện ở cung vua, vì các trời người tham đắm đủ vui thích thì hiện đủ vui thích đại oai đức của Bồ Tát mà hiện ở cung vua, vì thuận tâm chúng sinh đẩy năm trược mà hiện ở cung vua, vì hiện sức đại oai đức của Bồ Tát có thể nơi thâm cung nhập tam muội mà hiện ở cung vua, vì khiến cho chúng sinh đồng nguyện đời trước với mãn ý của họ mà hiện ở cung vua, vì muốn khiến cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc viên mãn sở nguyện mà hiện ở cung vua, vì muốn dùng kỹ nhạc vang ra diệu âm thanh cúng dường tất cả các như lai mà hiện ở cung vua, vì muốn ở nội cung trụ tam muội vi diệu ban đầu từ thành Phật cho đến niết bàn đều thị hiện mà hiện ở cung vua, vì tùy thuận giữ gìn các Phật pháp mà hiện ở cung vua. Đó là 10 thân Bồ Tát cuối cùng thị hiện ở cung vua như vậy rồi sau đó xuất gia. Các vị đệ tử của Phật, thì Đại Bồ Tát hiện thân đồng tử rồi do 10 việc mà hiện ở cung vua. Những gì là 10? Đó là 1. Vì khiến cho căn lành của chúng sinh cùng tu hành với mình trong đời quá khứ thành thục mà hiện ở cung vua. 2. Vì hiện bày sức căn lành của Bồ Tát mà hiện ở cung vua. 3. Vì chư thiên và người ở nhân gian tham đắm đủ vui thích, chẳng biết tu hành mới thị hiện đủ vui thích đại oai đức của Bồ Tát mà hiện ở cung vua. 4. Vì thuận theo tâm của tất cả chúng sinh đời năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược mà hiện ở cung vua. 5. Vì hiện sức đại oai đức của Bồ Tát có thể nơi thâm cung nhập tam muội mà hiện ở cung vua. 6. Vì khiến cho chúng sinh đồng phát nguyện đời trước viên mãn ý nguyện của họ mà hiện ở cung vua. 7. Vì muốn khiến cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc viên mãn sở nguyện của họ mà hiện ở cung vua. 8. Vì muốn dùng đủ thứ kỹ nhạc vang ra diệu âm thanh cúng dường tất cả các như lai mà hiện ở cung vua. 9. Vì muốn ở nội cung trụ tam muội vi diệu ban đầu từ thành Phật cho đến niết bàn đều thể hiện cảnh giới đó mà hiện ở cung vua. 10. Vì tùy thuận giữ gìn pháp của chư Phật nói mà hiện ở cung vua. Đó là 10 cảnh giới thị hiện ở cung vua của Bồ Tát. Thần Bồ Tát cuối cùng thị hiện ở cung vua như vậy rồi sau đó thị hiện cảnh giới xuất gia. Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện xuất gia. Những gì là 10? Đó là vì chán ở nhà mà thị hiện xuất gia, vì chúng sinh chấp trước nhà khiến cho họ xả lìa mà thị hiện xuất gia, vì tùy thuận tin ưa đạo thánh nhân mà thị hiện xuất gia, vì tuyên dương tán thán công đức xuất gia mà thị hiện xuất gia, vì hiện bày vĩnh viễn lìa cái thấy hai bên mà thị hiện xuất gia, vì khiến cho chúng sinh lìa dục lạc ngã lạc mà thị hiện xuất gia, vì trước hiện tướng thoát khỏi ba cõi mà thị hiện xuất gia, vì hiện tự tại chẳng lệ thuộc người khác mà thị hiện xuất gia, vì hiện bày sẽ đắc được pháp bởi lực vô ý của Như Lai mà thị hiện xuất gia, vì thân cuối cùng của Bồ Tát pháp phải như vậy mà thị hiện xuất gia. Đó là 10 Bồ Tát nhờ đó mà điều phục chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện xuất gia. Những gì là 10? Đó là 1. Vì chán ở nhà mà thị hiện xuất gia. 2. Vì chúng sinh chấp trước nhà khiến cho họ xả lìa nhà sinh tử, nhà phiền não, nhà ba cõi mà thị hiện xuất gia. 3. Vì tùy thuận tin ưa đạo thánh nhân mà thị hiện xuất gia. 4. Vì tuyên dương tán thán công đức xuất gia vô lượng mà thị hiện xuất gia. 5. Vì hiện bày vĩnh viễn lìa cái thấy hai bên có không mà thị hiện xuất gia. 6. Vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa dục lạc và ngã lạc mà thị hiện xuất gia. 7. Vì trước hiện tướng thoát khỏi ba cõi mà thị hiện xuất gia. 8. Vì hiện tự tại chẳng lệ thuộc người khác mà thị hiện xuất gia. 9. Vì hiện bày sẽ đắc được pháp mười lực và bốn vô úy của Như Lai mà thị hiện xuất gia. 10. Vì thân cuối cùng của Bồ Tát pháp phải như vậy mà thị hiện xuất gia. Đó là 10 cảnh giới thị hiện xuất gia. Bồ Tát dùng 10 thứ cảnh giới này mà điều phục tất cả chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện túc khổ hạnh. Những gì là 10? Đó là vì thành tựu chúng sinh kém hiểu biết mà thị hiện tu khổ hạnh, vì trừ chúng sinh tà kiến mà thị hiện tu khổ hạnh,
vì chúng sinh chẳng tin nghiệp báo, khiến cho họ thấy nghiệp báo mà thị hiện tu khổ hạnh. Vì tùy thuận thế giới tạp nhiễm, pháp phải như vậy mà thị hiện tu khổ hạnh. Vì thị hiện nhẫn chịu khổ nhọc, siêng tu đạo mà thị hiện tu khổ hạnh, thì khiến cho chúng sinh thích cầu pháp mà thị hiện tu khổ hạnh. Vì chúng sinh tham đắm dục lạc ngã lạc mà thị hiện tu khổ hạnh. Vì hiện bày Bồ Tát khởi hạnh thù thắng cho đến đời cuối cùng, vẫn chẳng bỏ sự siêng năng tinh tấn mà thị hiện tu khổ hạnh. Vì khiến cho chúng sinh ưa pháp tịch tĩnh, tăng trưởng căn lành mà thị hiện tu khổ hạnh. Vì chư thiên người đời các căn chưa thành thục, đợi lúc thành thục mà thị hiện tu khổ hạnh, đó là 10. Bồ Tát nhờ phương tiện này mà điều phục tất cả chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện tu khổ hạnh. Những gì là 10? Đó là 1. Vì thành tựu chúng sinh kém hiểu biết mà thị hiện tu khổ hạnh. 2. Vì diệt trừ chúng sinh tà kiến mà thị hiện tu khổ hạnh. 3. Vì chúng sinh chẳng tin nghiệp báo, khiến cho họ thấy được cảnh giới nghiệp báo mà thị hiện tu khổ hạnh. 4. Vì tùy thuận thế giới tạp nhiễm, pháp phải như vậy mà thị hiện tu khổ hạnh. 5. Vì thị hiện nhẫn chịu được mọi khổ nhọc, sinh tu tất cả thánh đạo mà thị hiện tu khổ hạnh. 6. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thích cầu pháp mà thị hiện tu khổ hạnh. 7. Vì chúng sinh tham đắm năm dục lạc và ngã lạc mà thị hiện tu khổ hạnh. 8. Vì hiện bày Bồ Tát khởi hạnh thù thắng cho đến đời cuối cùng vẫn không bỏ sự siêng năng tinh tấn mà thị hiện tu khổ hạnh. 9. Vì khiến cho tất cả chúng sinh ưa thích pháp tịch tĩnh, tăng trưởng tất cả các lành mà thị hiện tu khổ hạnh. 10. Vì chư thiên và người đời các căn chưa thành thục, đợi lúc thành thục mà thị hiện tu khổ hạnh. Đó là 10 cảnh giới thị hiện tu khổ hạnh. Bồ Tát dùng 10 pháp phương tiện tu khổ hạnh này để điều phục tất cả chúng sinh. Bí quyết của người tu hành là ăn ít. Tại sao vậy? Vì ăn ít thì sinh dục niệm ít. Ít dục thì biết đủ thì thường an lạc thì chẳng có phiền não. Chẳng có phiền não thì sinh bồ đề. Sinh bồ đề thì đắc được giải thoát thì niệm vận tự tại. Sinh tử tự tại thì trí huệ tự tại. Tóm lại, tất cả đều tự tại. Đó là con đường người tu hành phải đi qua. Người tu hành phải nhẫn nại, bất cứ cảnh giới gì đến khảo nghiệm đều phải dùng tâm nhẫn nại để chịu đựng. Để vượt qua gian nan thử thách, hết gió thì sóng lặng, tự nhiên được an bình. Lúc làm việc, dù không muốn làm cũng nhẫn nại đi làm. Lâu dần tập quán thành tự nhiên, tóm lại bất cứ làm việc gì đều phải tâm an bế đắc mà làm. Đừng có tâm lý lười biếng hoặc trốn tránh công việc. Nếu có hơi tư tưởng một ngày làm hòa thượng, một ngày đánh chuông, thì đó là trái ngược lại với đạo. Nói thẳng ra là nương Phật mặc y, dựa vào Phật kiếm cơm ăn. Tôi một đời dùng hai chữ nhẫn nại làm kim châm tu hành, bất cứ gặp hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không đầu hàng, tất cả đều nhẫn thọ nơi thân tâm. Khi tôi còn ở tại Đông Bắc Trung Quốc, có thể chịu đựng nóng lạnh. Vào những tháng mùa đông lạnh nhất, tôi không mang tất, đi chân không, đi trên băng tuyết, chân lạnh, cấn rất đau buốt, tôi cũng chịu đựng. Khi chịu đựng thì không còn đau nữa. Còn vào mùa nóng nực thì nóng nực không thể tả, làm cho con người xây xẩm mặt mày, mắt hoa lên. Khi đi đường thì chịu không thấu, trước mặt toàn là màu đen. Nếu người bình thường thì bị nóng thiêu đốt, khó mà chịu được. Nhưng tôi nhận rằng không có gì hết, ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút là khỏe lại. Tôi dùng hai chữ nhẫn nại làm pháp bảo để khắc phục tất cả mọi khó khăn. Chịu nóng, chịu lạnh, chịu gió, chịu mưa, chịu đói, chịu khát, tất cả đều nhẫn chịu được, tuyệt đối không giơ cờ trắng đầu hàng. Khi tôi xuất gia rồi, truyền tụ pháp môn nhẫn nhục, nếu có ai chửi tôi thì tôi nghe như không nghe, hoặc tôi coi như nghe cả hát, tự nhiên bình an vô sự. Nếu có ai đánh tôi thì tôi tuyệt đối không đánh lại, dùng thái độ tâm bình khí hòa để tiếp nhận. Còn phải nhẫn thọ lễ cùng phù sáng, lúc sáng sớm tinh mơ chưa có tiếng động gì thì lập tức thức dậy, rửa mặt xúc miệng bên chánh điện trước đứng chờ. Mỗi lần như vậy đều đến sớm 15 phút, chẳng có lần nào đến trễ. Từ khi tôi xuất gia cho đến bây giờ, để dùng nhẫn nại để hành sự. Khi tôi ra bên ngoài tham học, bất cứ khóa lễ, sáng tối hoặc giảng kinh thuyết pháp, hoặc nghe kinh nghe pháp, lên chánh điện hay quá đường, không khi nào trễ một phút, đều đến trước giờ. Đó là tình hình quá khứ của tôi. Hôm nay nói cho mọi người biết, đó là tôi hiện thân thuyết pháp vậy. Muốn chân thật tu hành thì không thể nào lười biếng. Làm việc thì phải đi trước, không thể không có tâm nhẫn nại. Phải nhẫn nại chịu đựng được tất cả mọi việc, đó là kim chỉ nam của người tu hành. Nhất là thời kỳ học tập càng phải chịu đựng, nhất là lúc không thể chịu đựng được cũng phải chịu đựng. Do đó có câu, nhẫn một chút, sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời xanh.
không thể tùy tiện nổi nóng, phải biết rằng lửa vô minh có thể thiêu đốt rừng công đức. Đó là danh ngôn chí lý, cũng là nói về kinh nghiệm. Nên nhớ, hãy cẩn thận đừng có động lửa trong gan. Cao vị không thể tùy tiện nổi nóng, cảm thấy như vậy là không đúng, như thế kia cũng không đúng, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Sự việc trên thế gian đều không như ý của mình. Hãy lùi một bước, nghĩ, nhẫn, một nhẫn và sự đều xong, phiền não gì cũng không có. Chúng ta người tu hành, tất cả đều phải tu cách chân thật, không thể giải đãi, không thể phóng dật, phải giữ gìn quy củ của đạo tràng. Chẳng phải nói ngày ngày đến nhà kinh đều đều, còn đối với những việc khác thì lơ là, tư tưởng như thế cũng không được. Hoặc là giờ cúng ngọ, khóa lễ sáng hoặc pháp hội, đều phải đến chánh điện trước đứng chờ, tương lai đắc được quả báo mới được viên mãn. Bằng không đến trễ như thế thì tương lai sẽ mất đi cơ hội khai ngộ. Phàm là làm việc gì đều đến trễ một bước thì công đức đắc được cũng sẽ không được viên mãn. Chúng ta người tu hành đừng tự mình giảng đạo lý cho chính mình, tự mình làm luật sư biện hộ cho chính mình. Do đó có câu nhân nào thì quả đó, trồng nhân lành thì được quả lành, trồng nhân ác thì được quả ác. Đó là định luật thiên kinh địa nghĩa. Nếu trồng nhân viên mãn thì sẽ kết quả viên mãn, trồng nhân một nửa thì kết quả một nửa. Điểm này phải thật sự hiểu rõ, không thể để gió thoảng qua tai. Phật tử Đại Bồ Tát đi đến đạo tràng có 10 việc. Những gì là 10? Đó là khi đi đến đạo tràng thì chiếu sáng khắp tất cả thế giới, khi đi đến đạo tràng thì chấn động tất cả thế giới, khi đi đến đạo tràng thì trong tất cả thế giới khắp hiện thân Ngài, khi đi đến đạo tràng thì giác ngộ tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh đồng hành trong quá khứ, khi đi đến đạo tràng thì thị hiện đạo tràng tất cả đều trang nghiêm, khi đi đến đạo tràng thì tùy sở thích của chúng sinh mà vì họ hiện thân đủ thứ oai nghi và cây bồ đề tất cả đều trang nghiêm, khi đi đến đạo tràng thì hiện thấy mười phương tất cả Như Lai, khi đi đến đạo tràng thì giở chân hạ chân thường nhập tam muội niệm niệm thành Phật không có vượt cách, khi đi đến đạo tràng thì tất cả chư thiên long dạ xoa cả thát bà Atula Kalula Khẩn Na La Mà Hầu La Già Thích Phạm Hộ Thế, tất cả các vị vua đều không biết nhau mà đều dâng lên đủ thứ đồ cúng dường thượng diệu. Khi đi đến đạo tràng thì dùng trí vô ngại quán khắp tất cả các Như Lai trong tất cả thế giới tu Bồ Tát hạnh mà thành chánh giác. Đó là 10. Bồ Tát dùng đây để giáo hóa chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát đi đến đạo tràng có 10 việc. Những gì là 10? Đó là 1. Khi đi đến đạo tràng thì phóng quang chiếu sáng khắp tất cả thế giới. 2. Khi đi đến đạo tràng thì chấn động tất cả thế giới có 18 hiện tượng chấn động. 3. Khi đi đến đạo tràng thì trong tất cả thế giới đều khắp hiện thân Ngài. 4. Khi đi đến đạo tràng thì giác ngộ tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh đồng hành trong quá khứ. 5. Khi đi đến đạo tràng thì thị hiện đạo tràng tất cả đều trang nghiêm. 6. Khi đi đến đạo tràng thì tùy sở thích của chúng sinh mà vì họ hiện thân thuyết pháp có đủ thứ oai nghi và cây bồ đề tất cả đều trang nghiêm. 7. Khi đi đến đạo tràng thì hiện thấy mười phương tất cả Như Lai. 8. Khi đi đến đạo tràng thì giở chân hạ chân thường nhập tam muội niệm niệm thành Phật đạo không có vượt cách. 9. Khi đi đến đạo tràng thì tất cả chư thiên long dạ xoa cản thát bà Atula Kalula Khẩn Na La Ma Hầu La Già Thích Đại Hoàn Nhân Đại Phạm Thiên Vương Hộ Thế Tứ Thiên Vương, tất cả các vị vua họ đều không biết nhau mà đều dâng lên đủ thứ đồ cúng dường thượng diệu, cúng dường Phật. 10. Khi đi đến đạo tràng thì dùng mắt trí huệ vô ngại quán khắp tất cả các Như Lai trong tất cả thế giới tu Bồ Tát hạnh mà thành chánh giác. Đó là 10 cảnh giới Bồ Tát đi đến đạo tràng. Bồ Tát dùng những cảnh giới này để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát ngồi đạo tràng có 10 việc. Những gì là 10? Đó là khi ngồi đạo tràng thì có đủ thứ chấn động tất cả thế giới, khi ngồi đạo tràng thì bình đẳng chiếu sáng tất cả thế giới, khi ngồi đạo tràng thì diệt trừ khổ tất cả cõi ác, khi ngồi đạo tràng thì khiến cho tất cả thế giới kim cang sở thành, khi ngồi đạo tràng thì quán khắp tòa sư tử của tất cả chư Phật Như Lai, khi ngồi đạo tràng thì tâm như hư không chẳng có sự phân biệt, khi ngồi đạo tràng thì tùy theo chỗ đáng hiện thân oai nghi, khi ngồi đạo tràng thì tùy thuận an trụ kim cang tam muội, khi ngồi đạo tràng thì thọ thần lực gia trì thanh tịnh diệu xứ của tất cả Như Lai, khi ngồi đạo tràng thì Phật dùng sức căn lành của mình đều gia bị cho tất cả chúng sinh. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát ngồi đạo tràng có 10 việc. Những gì là 10? Đó là 1. Khi ngồi đạo tràng thì có đủ thứ sự chấn động tất cả thế giới.
2. Khi ngồi đạo tràng thì phóng đại quang minh bình đẳng chiếu sáng tất cả thế giới. 3. Khi ngồi đạo tràng thì diệt trừ khổ tất cả cõi ác. 4. Khi ngồi đạo tràng thì khiến cho tất cả thế giới kim cang sở thành. 5. Khi ngồi đạo tràng thì quán khắp tòa sư tử của tất cả chư Phật Như Lai. 6. Khi ngồi đạo tràng thì tâm như hư không, chẳng có sự phân biệt. 7. Khi ngồi đạo tràng thì tùy theo chúng sinh đáng hiện thân, đủ thứ oai nghi. 8. Khi ngồi đạo tràng thì tùy thuận an trụ trong kim cang tam muội. 9. Khi ngồi đạo tràng thì thọ thần lực gia trì thanh tịnh diệu xứ của tất cả Như Lai. 10. Khi ngồi đạo tràng thì Phật dùng sức căn lành của mình đều gia bị cho tất cả chúng sinh. Đó là 10 cảnh giới ngồi đạo tràng của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì có 10 việc kỳ đặc chưa từng có. Những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì tất cả Như Lai 10 phương thế giới đều hiện ra ở trước, đều giơ tay phải mà khen ngợi rằng: lành thay, vô thượng đạo sư, đó là việc chưa từng có. Thứ nhất, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì tất cả Như Lai thảy đều hộ niệm, ban cho Bồ Tát oai lực, đó là việc chưa từng có. Thứ hai, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì các chúng Bồ Tát đồng tu đời quá khứ đều đến vây quanh, đem đủ thứ đồ trang nghiêm, cung kính, cúng dường, đó là việc chưa từng có. Thứ ba, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì cỏ cây lùm rừng trong tất cả thế giới, các vật vô tình đều không mình thấp bóng hướng về đạo tràng, đó là việc chưa từng có. Thứ tư, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì nhập tam muội tên là quán sát pháp giới, sức tam muội đó hay khiến cho tất cả các hạnh của Bồ Tát đều được viên mãn, đó là việc chưa từng có. Thứ năm, các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì có 10 việc kỳ đặc chưa từng có. Những gì là 10? Một, Phật tử, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì tất cả Như Lai 10 phương thế giới đều hiện ra ở trước, đều cùng giơ tay phải mà khen ngợi rằng: lành thay, vô thượng đạo sư, đó là việc chưa từng có. Thứ nhất. Hai, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì tất cả Như Lai 10 phương đều đến hộ niệm, ban cho Bồ Tát đại oai thần lực, đó là việc chưa từng có. Thứ hai. Ba, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì các chúng Bồ Tát đồng tu đời quá khứ đều đến vây quanh, đem đủ thứ đồ trang nghiêm, cung kính, cúng dường, đó là việc chưa từng có. Thứ ba. Bốn, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì có cây lùm rừng trong tất cả thế giới, các vật vô tình đều khoanh mình thấp bóng hướng về đạo tràng, đó là việc chưa từng có. Thứ tư. Năm, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì nhập tam muội tên là quán sát pháp giới, sức tam muội đó hay khiến cho tất cả các hạnh của Bồ Tát tu đều được viên mãn, đó là việc chưa từng có. Thứ năm, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì đắc được Đà La Ni tên là tối thượng ly cấu diệu quang hải tạng, hay thọ mây lớn mưa pháp của tất cả chư Phật Như Lai, đó là việc chưa từng có. Thứ sáu, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì dùng sức oai đức hiện ra đồ cúng thượng diệu cúng dường khắp chư Phật trong tất cả thế giới, đó là việc chưa từng có. Thứ